Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đồ dùng gian bếp thực dưỡng. Cái bếp nằm trong nhà giống như bánh lái của tàu thủy ở phía sau thân tàu. Bánh lái nằm phía sau nhưng định hướng cả con tàu phía trước. Người nấu bếp tuy ở trong nhà nhưng có thể điều khiển cả gia đình, cả xã hội, cả thế giới. Muốn cho người ăn khỏe mạnh hay bệnh tật, muốn cho hiền lương hay hung dữ, muốn cho thông minh hay ngu đần, chỉ cần điều chỉnh món ăn. Đó là lý do ông bà mình xem trọng gian bếp trong nhà. Từ nơi đây có thể sản sinh ra những nhân tài cho xã hội, cho nhân loại. Một món ăn ngon bổ dưỡng không những nhờ sự khéo léo của người nấu ăn, mà còn tùy thuộc vào chất liệu của vật dụng nấu, lửa, nước, v.v. Vật dụng nấu như nồi, chảo, ấm, tốt nhất làm bằng đất, sau đó đến thủy tinh, đồng, gang, inox. Không nên sử dụng vật dụng nấu làm bằng nhôm hoặc nhựa, vì những chất này khi đun nóng sẽ tạo những chất độc nhiễm vào món ăn, gây hại cơ thể. Theo các nhà khoa học, sử dụng nhôm làm son, nồi, ấm không đúng chất lượng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Các hợp chất và ion nhôm tạo ra khi nhôm gặp nhiệt và thức ăn, khi ăn vào sẽ tích tụ tại gan, tỳ, thận, gây tổn hại các cơ quan này, gây lão hóa, kém thông minh ở trẻ em và lú lẫn ở người lớn tuổi. Nồi chảo chống dính thường được tráng một lớp chống dính rất tiện lợi. Tuy nhiên khi đốt nóng từ 300 độ C, 500 độ C, loại kém chất lượng sẽ bong lớp men ra và tạo lớp khói độc gây tức ngực, khó thở và thậm chí ung thư. Đối với loại có chất lượng, mặc dù chưa có khuyến cáo cấm sử dụng, nhưng các chuyên gia cho biết trong chảo chống dính có lớp Teflon là chất có khả năng gây ung thư ở người. Người thực dưỡng chọn giải pháp không dùng lò vi sóng. Lò vi sóng sử dụng những tia sóng cực ngắn, làm cho thức ăn chín rất nhanh trong vài phút. Các nhà khoa học Mỹ đã cảnh báo với sự nóng lên nhanh chóng này, thức ăn có thể sinh ra một số chất lạ, làm suy giảm hệ miễn dịch. Thêm vào đó, lò vi sóng không làm nóng đều thực phẩm, mà làm nóng theo điểm dẫn tới có những điểm nóng lạnh khác nhau trên thực phẩm. Điều này khiến không thể tiệt trùng được trong thực phẩm, vi trùng vẫn tồn tại ở những điểm lạnh. Một điều cực kỳ nguy hiểm nữa là phóng xạ có thể thoát ra ngoài. Nước phải đảm bảo sạch, không bị nhiễm hóa chất độc hại, kim loại nặng, sinh vật có hại, nên sử dụng nguồn nước thiên nhiên sau khi đã được kiểm định rồi. Nguồn nhiệt nên sử dụng lửa từ ga, củi, than. Người thực dưỡng không nên sử dụng nguồn điện để nấu trực tiếp thức ăn hoặc thức uống. Các chuyên gia đã khẳng định khí ga sinh ra nhiều dioxide nitơ. Đây là loại khí có thể làm giảm khả năng hô hấp, cho nên luôn giữ cho gian bếp thông thoáng và tăng cường sự trao đổi khí với bên ngoài. Về gia vị, sử dụng những gia vị thiên nhiên phù hợp như muối biển, không sử dụng muối tinh chế, tương miso, tương tamari, hạn chế sử dụng gia vị mang tính âm như tiêu, ớt, cà ri, chanh, giấm, đường. Các nhà khoa học đã khuyến cáo tràn đường gây bệnh tiểu đường và làm giảm trí nhớ. Không nên sử dụng bột ngọt, bột nêm vì theo các nhà khoa học chúng sẽ làm chết tế bào thần kinh, gây kém thông minh và suy giảm trí nhớ. Ngoài ra chúng còn làm tổn hại đến các cơ quan lọc thải chất độc của cơ thể như gan và thận. Vật dụng bằng nhựa, không nên sử dụng đồ nhựa để đựng thức ăn nóng vì khi nhựa gặp nước nóng sẽ nhả ra những chất hóa học sử dụng trong quá trình chế biến nhựa. Những chất này sẽ gây hại đến sức khỏe như gây ung thư, làm trẻ em kém phát triển về thể chất lẫn tâm thần, cho nên cũng không sử dụng muỗng, đũa, vá làm bằng nhựa. Vật dụng bằng sứ, chén, đĩa, tách nồi, đồ sứ tráng men kém chất lượng, có chứa một lượng chì có hại cho sức khỏe. Đặc biệt, những đồ sứ có văn hoa càng sặc sỡ thì hàm lượng chì càng cao. Do những hoa văn này được dán hoặc vẽ lên men nên phải nung ở nhiệt độ thấp mới giữ được màu sắc, vì vậy không thể loại bỏ được độc tố chì trong sứ. Không sử dụng hóa chất như chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo mùi, chất tạo vị trong quá trình chế biến và bảo quản món ăn. Vì sức khỏe của những thành viên trong gia đình và cho người ăn, người đầu bếp phải lựa chọn kỹ những vật dụng trong gian bếp của mình.